xuống nữa đi. Nói chung là bên dưới phải thấp hơn bên trên khoảng 5 phân. Em hạ từ chỗ chân em xuống đấy là hợp lý này. Không mưa nó đọng một phát là nó lại ngấm vào chân tường chứ chẳng vào đâu đâu. Cho nó thoải hết hết cỡ xuống luôn đi. Cào hẳn xuống dưới luôn xá, cào hẳn xuống dưới luôn. Hả? Làm sao để nước nó không bị đọng lại ở sân là được. Nước đọng ở sân nhá, trẻ con đi chơi về dép toàn đất lại rửa ở sân nhá, thế là thành một vũng bùn luôn. Đấy là điều sự thật đấy. Anh không sống ở đây nên là anh không quan tâm cái chỗ đấy đâu. Nếu mà bọn em mà không nghe anh thì tự chịu cái hoàn cảnh đấy thôi. Thế xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch và tiếp tục những cái công việc để hoàn chỉnh cái căn nhà của chị Sùng lại được triển khai. Thì đến thời điểm hiện tại anh em thợ đã bàn giao nhà rồi, cũng không còn việc gì nữa. Tất cả thì là còn mỗi điện rồi là cửa nữa. Và hôm nay thì sẽ hoàn thiện cái phần lắp sơn, láng sơn. Tam Giác Mạch sẽ cho mọi người là san lại cái sân để thoải xuống, để tránh tình trạng là khi đổ xong thì mưa sẽ bị đọng lại nước thì sẽ hạ sân xuống. Đấy, chỗ kia là gần là đẹp rồi đấy, bây giờ cái chỗ từ cái thùng nước sang bên này nữa thôi. Hôm nay trời nắng nên là anh em mình cũng tranh thủ là đổ luôn, bởi vì là không biết là khi nào trời sẽ mưa và mưa bao lâu, nên là nắng là cứ triển khai luôn cho hoàn thiện nhà. Công đề này phải 4 người. Không thì dịch sang cái chỗ kia thôi, chỗ mà thấp hơn em. Đúng, cũng được, không vấn đề gì cả.
nha. Chưa xong mà vui lắm rồi nhờ. Đây là bên trong bếp. Đấy. Đến khi nào mà sau thì tao mày sẽ review cận cảnh cho mọi người xem. Trong bếp này thì chỉ láng qua thôi chứ không lát. Bởi vì là khi mà sử dụng bếp củi thì chắc chắn là lát thì chỉ cần rớt một ít nước thôi là nhà sẽ rất là đen và chân đi vào sẽ rất là bẩn. Nên là lát láng bóng mịn như thế này thôi. Làm thế được rồi. Sạch sẽ khoảng bên trong thôi mà. Đào cho cái ván vào giữa à? Hẳn dưới nữa đi. Theo cái đường đấy ấy. Vui nhá. Nhà mới có khác vui thật đấy. Vui à?
Ôi đừng đừng cho sỏi vào nhá, sỏi vào tí không cán được đâu. Biết là cứng rồi nhưng mà tí ai sẽ là người cán đây. Có em bé thì tránh ra đi, bụi không nhìn thấy à? Lần đầu tiên thấy máy bay ở chỗ nhà chị Sùng luôn. Máy bay này chắc đến thăm chị Sùng đấy. Đúng không?
kêu to nhỉ. Kia. Nước nữa đi. Và bạn nhỏ cái tránh ra đi xa. Đâu. Tỏ chép ấy. Chưa em ơi, cứ để nước nhiều nữa đi, đừng giả vội. Hay là dài ra xong rồi đổ nước vào như kiểu làm ruộng à? Như thế chất lượng không ổn đâu. Đừng làm bài đấy. Mấy bạn nhỏ này tự mua chế đi, cua quá, nắng quá. Mua chế đi, mua chế đi. Cua. Mua chế mua. Cua mò. Cua quá lại mò. Đau đầu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bằng xe lốp hơi non để hơi nặng đấy. Đó, đó là. Sân hôm nay thì cũng có bà nội cũ để giúp nữa.
Mo tổ học đề này không sợ mo à? Chim mo. Đến lúc mo như chị lo xá. Nước không về à chú? Chắc có đoạn nào sẽ... Hay là đổi đầu đi chú. Lấy cái đầu kia về đây xong là đổi đi. Không thì... Chắc ở dưới này đang vóng nhiều quá à. Sao lên bên này đi. Sang bên men bên này sang bên kia đi. Nó xuống ở đây dốc quá đấy, nó không có độ lực để đẩy lên nữa đâu. Sang bên này đi, sang bên này, đứng bên này đi. Nhấc qua đây, qua chỗ cái xe rùa này. Xem nước về chưa chú ơi? Hả? Tao chưa? Có khi cởi đây ra nào, xong rồi xuống đây ra. Cho nó xuống à. Thế nó có về đây ra. À, tao về. Thế thôi. Nếu đâu. Cho nó xuống đi, cho nó xuống đi. Nó về. Đấy. Nhấc con nó không về đâu. Mình cứ cho nó xuống đi. Về mê thôi. Nó tắc ở chỗ nào á? Cho nó này à. Cho nó này à. Lấy cái quả đấy xuống. Cho nó nhiều rồi. Cho nước rồi. Đất nhiều. Đất mà này à. Đất nhiều á. Xong rồi cho vào đây nhá. Lau đi hả? Ô, đê chỉ lò à? Lò lò chứ dặn. Em nghĩ là mình lấy cái dây co này buộc quá chặt vào cái dây này rồi nó bị móp vào đấy. Đấy.
cọt lâu thì ở kia là nhiều mà anh cọt cha to cọt sư tế tút cha xe nó bốn cho bốn thằng nó mà nhìn đâu nữa mà nước ở trên nguồn nó nhiều lắm mà anh. Đến đây nó không bị tắc ở chỗ nào rồi. Xem nào, trốn bạn nào. Không thể cởi này sao ta xem nào. A mua ơi, A mua. A mua thì cởi ra xem nào. Cởi này. Đây bị biết đây bị thủng á. Là sao? Là cái nó bị vỡ à? Xem nước không không về à chú? Cái này về nhiều mà. Chắc bị tắc ở chỗ nào đó. Là thế chứ sao à? Thử mở xem có đoạn nào ở gần đây này. Cái đoạn có một đoạn bị tắc rồi. Ở đây là về mà. Ở đây về mà. Đó. Xem nước về chưa? Vẫn chưa về chú. Không cửa đợi em nào. Ờ chị giờ. Không được. Cửa đợi em nào. Lò ra nó to à. Lò đó, lò đó. Dòng mong gì chị 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 khỏe đấy nha. Trên một tạo sau đi trên cái chuột Thank you.
Mà đến là chú chị tàu á, chị tàu á bên kia nữa.
Đấy, có bà xoa là có thể bay nữa, nó mới đẹp được. Cao hơn nhá. Không đến lúc là nước nó đọng lại đấy. Chú chủ đất đã đến và ua. Tìm gì để mua? Nước là làm gì có, em không mang làm gì có. Chỉ có nước nguồn thôi. Cho sáng này. Hết gì rồi? Hết gì? Anh là cô ca sơ chưa? Cái nhà thì lâu vừa có không? Nhà của chú không? Ua cái này. Bỏ dép ra đi. Ua luôn. Ua có gì nhộn. À. Này chưa ấy này. Xoa bằng trước rồi xoa bàn xoa nó đẹp hơn. Thì nó vừa xoa kia rồi. Dùng á. Chỗ này nhiều được hơn hả? Chỗ này á. Đây thì san vào đi. Chỗ này. Kéo cái này vào đi. Ông ba ngày mai thành thứ nhất ở đấy đó. Nước về hơi ít. Làm này xem tí lâu vừa làm nào nào.
quá mê ly luôn. Mà mà sư mà. Sao này nhà của anh vừa làm thế này nữa nhỉ? Quản lý tàu ấy. Cứ thế này. Tàu á. Sao mà. Rút thì là màu của anh giả đi sữa. Đây rồi. Cho đem một ít nữa này. Cho nên bị trũng này. Toàn nước thôi. Lau mềm mềm. Đây đây chỗ này. Em ơi, đây đây. Đấy. Rồi. Vẫn đảm bảo là nước sẽ nước mưa sẽ thấm xuống dưới mà. Cuối cùng thì cũng đã sắp xong. Đấy. Rất là đẹp rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như đi ruộng nhỉ, đi mới xá nhỉ. Được anh nhỉ? Anh ơi, cá tôi nó. Cá mà, cá to. Ừ, giờ cho lại mấy phần. Xin đó na phần. Xin đó cho tí ni có mấy cái ta. Ừm, ừm, 你擦了呢,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 
Mang đi bán là bình này à? Mang đi bán hàng về nhà. Buôn cắm lợn. Cái này đun cháy bốc lắm nhé.
我们这边。 tay tay lâu trong nhau này cái má áp có chỉnh cái gì không cái tôi có như nào nó có thể nhớ xe cho ai có nào nào con này khơi nhau mua mang mày đun nữa mua mang mày đun này không trong bùa cút bùa cái này ẩm ẩm như chị Sùng làm sao cháy ó là phơi khô à thôi cứ mang hết đi mang hết thì nữa cái nào mà còn ẩm thì mình phơi nó không mang này bán được mà không bán à? Cho chân đầu như có hết chỗ được không có tên dính à cô có tên chứ vì vậy cho là chỉ bệnh cũng thế được cho chỉ ta xếp chân đấy đó cho chân đầu như tỏ vừa tỏ cáo thầy chân chân đó cho lên mà thầy chân chân ồ Thế rồi, ta lắm. Chẳng giờ tao ăn để con mang tang nhau kịch đi. Nhiều lắm Thank you.
là tú à? Cho chế này chế in đâu nhỏ cái kịch chế ấy. Mà chỉ nhỏ bố hà, cái thằng chỉ bố ô lo khó khó ở cái hình như lạnh nhỏ. Đó, cô lên trên nữa à. Nhất chàng, khó lắm. Dài mà muốn đâu mà nó dài chứ mà dài chứ mà không được 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 không mong bệnh thứ hai mày sẽ thành dụng sau khô không được có trứng mình sẽ cho mày giàu hơn thì nhiều hơn đông mà hơn đâu đó cho mày giàu trông ha sao mùa mà từ mùa từ mùa sẽ chua mà sẽ chua mà hai bộ vậy mình sẽ có cho có bộ vậy mình cho sửa rồi nó cái này nó sẵn cái này không nó sẵn cái này nó sẵn cái này ô, chạy một mấy cỏ thế rồi,
Thế mẹ mới đưa đọc. Thế là đã xong sau một buổi chiều thì đến thời điểm hiện tại là nền đã láng xong rồi đấy, rất là ok, sáng xịn mịn luôn đấy. Anh em mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những nội dung tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.